Tiếp tục diễn biến của phiên tòa xét xử cựu chủ tịch FLC và các đồng phạm đang diễn ra tại Hà Nội. Theo trình bày của bị cáo Trịnh Văn Quyết với tòa, tiền bán hãng hàng không còn 500 tỷ đồng chưa được thanh toán và bên mua cam kết chuyển về tài khoản của cơ quan điều tra để bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Đối với số tiền này, bị cáo cho rằng đủ để trả hết thiệt hại bị quy kết ở tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo ông Trịnh Văn Quyết, bị cáo nắm giữ 30% cổ phần tại FLC và cho rằng toàn bộ tài sản đó đủ để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo vẫn luôn tìm mọi cách để khắc phục hậu quả nếu bị hội đồng xét xử tuyên bị cáo phải bồi thường. Vẫn theo trình bày của cựu chủ tịch tập đoàn FLC, tài sản của bị cáo đang bị phong tỏa ước khoảng 4.800 đến 5.000 tỷ đồng. Cộng thêm số tiền mà bên mua hãng hàng không Bamboo chưa trả, bị cáo ước tính toàn bộ tài sản đó đủ để khắc phục hậu quả của vụ án.